Xin chào toàn thể các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nguyễn Lâm Vlog. Thì hôm nay mình đang ở thành phố Buôn Ma Thuột để mà bắt lại mấy cái bóng đèn, mấy cái ô điện và cái đường nước cho cái tiệm làm nail của con em của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm đấy, câu lại dây điện các bạn, câu lại đường ống nước nữa ngoài kia vậy này. Thì sẽ mời mọi người xem Lâm làm những gì ngày hôm nay nhé. Thì hiện tại là Lâm đang chờ con em của mình, nó đang đi mua thiết bị về các bạn, mua bóng đèn, dây điện đồ á, vít đồ chẳng hạn, để mình về mình làm cái công việc này. Bấm đi rùa. Đi mua về được ra các bạn. Đây các bạn, đó, mình làm thì không kịp nhưng mà hai con mắm này nó nhổ tóc bạc rồi các bạn, ha, thấy cứ gai không? Thank you.
Mời cả nhà ăn cơm trưa nha. Nè, có phải con cái này kìa các bạn. Khéo. Hai cửa. Năm cửa ra cả. Muốn dùng lắm mà không cài lắm. Mua nó, không cài nó 10 ngàn một bình chứ chị. Hay, chào. Chào. Khác trong nhà các bạn, lạ lắm, mới nhà vừa mới lên. Hãy làm có anh nha. Mời hai người này nhắn MB cho mình được không các bạn? Được không? Được bình luận ở dưới nha. Bây giờ mình tất cả mình đang ăn cơm. Ngại không? Gì? Hôm nay xong rồi nha các bạn. Đó thì mình bắt chỉ được mấy cái móng kia thôi. Giờ đây bắt đường nước nữa các bạn. Hôm nay đâu ngày buổi mai bây giờ mình bye bye nha các bạn. Bây giờ mình gom đồ mình đi về đây. Nhà xa. Bye bye, hẹn gặp lại. Bây giờ mình gom đồ nha các bạn.